Đây, bác nào cũng thích Rin đây, bác nào cũng thích Rin đây. Rin mà như này thì Rin làm gì? Đó. Mình nói thẳng ra với bác nên nhớ, một khi những cái chế quả ga này, em nói thiệt, nhiều bác đồ cứ đòi Rin nhưng mà những cái chế này về mấy bác nhiều khi mấy bác khởi động chết luôn. Em nói thiệt, em lên chế hai kim bao ngon gấp mấy lần Rin, bao vậy luôn nha. Bao VIP gấp mấy lần Rin luôn đấy. Nên mấy bác yên tâm, đây là một con TG24 rất dễ lên chế nha. Chỉ về mở ra lên chế cái xong, đồ lên chế hai kim chạy sướng thôi rồi, ve kêu luôn nha. Đây. Không, ai cũng dùng được dòng chế này, ai cũng dùng được dòng chế này, ai cũng dùng được, ai cũng dùng được, ai cũng khởi động được, không bao giờ dăng xăng dư xăng thừa hay như này như kia. Xài này mấy bác chờ đến khi mà nó hỏng được cái chế này bao giờ cho nó hỏng, nên mấy bác tin em đi. Nếu như bác nào mà có cơ hội thì tốt nhất em sẽ có video hướng dẫn mấy bác lên chế của con TG24 đó, tối nay hướng dẫn luôn nha. Thì mấy bác mua con này bên em bán tính mấy bác 1,3 triệu đi, bao ship tận nhà, bởi vì nó lên chế rồi nha mấy bác nha. Nó lên chế này mất 100 mấy của em nữa, nên thành ra giá đó là quá rẻ luôn đó. Mấy bác ưng thì quăng lại chế cho mấy bác luôn, nhưng mà thôi tốt nhất quăng luôn đi cho nó khỏe. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mấy bác, con này đúng giá 1,3 triệu bao ship tận nhà, con TG24 đây, khởi động lại phát nữa quá ngon. Rin mà nó thu lô chẳng Rin làm gì, nghe mấy bác nha. Đó, nhiều khi mấy bác rồi, ui còn nó thay chế rồi, còn nó như này như kia, cái chế này nha tốt nhất nên thay. Rồi ok, nói vậy thôi, mấy bác nào tin không tin tùy. Rồi ok mấy bác nha, một con TG24 cực kỳ đẹp, sẽ bán cho những bác nào thích ngon bổ rẻ đấy, không phải là em nói gì. Đây nó còn bơm xăng, nó còn kít luôn này. Đây mấy bác coi này, nó lồi cả bóng ra này, thấy không? Nhưng mà quăng làm gì trời. Mấy bác biết sao, những cái dòng chế này nó chỉ cần ngộp xăng thôi mấy bác khởi động cả ngày không nổ, đó là em nói thiệt luôn. Em dân thợ em còn xử lý được, mấy bác không bao giờ xử lý được, nói thẳng là vậy. Nên là mấy bác chốt con này miễn bản, không phải bàn cãi gì. Đó là nói thiệt nha, đừng có kêu em nổ hay gì, mà hãy nhìn những mặt hàng em bán. Mấy bác chỉ cần những con máy này, mấy bác chỉ cần lên cho nó một cái chế hai kim, hoặc bất kể những con máy nào mấy bác lên chế hai kim thôi, nó chạy nó sướng thôi rồi luôn, không bao giờ xăng dư xăng thừa hay như này như kia lung tung. Nhiều bác rồi kêu ui con mày thay chế rồi, thay đó là muốn ngon cho mấy bác, muốn cho mấy bác sướng em mới thay đó, chứ không phải là muốn dở cái máy đi đâu. Đó là nói thiệt, những cái chế hai kim này mấy bác có thể can thiệp được vô rất là nhiều thứ, và em đã chỉnh sẵn rồi. Những cái chế hai kim này nha, em bao mấy bác về giật khoảng trong vòng, nếu như máy để lâu nha, giật trong 4 phát là nổ. Còn những cái chế này nha, giật chết luôn, không nổ, đó là chuyện bình thường. Đây là một con TG24 đã lên chế hai kim. Rồi mấy bác mua được thì cố gắng alo em bán cho con TG24 nha, cực kỳ đẹp. Đấy, số series cần. Rất là VIP. Hàng bãi. Đây số series cần này. Đây là con TG24. Mấy bác yên tâm đi, nói thiệt, mấy bác cố gắng, những con nào mà mấy bác cảm thấy mà về nó khó chịu quá thì tốt nhất mấy bác nên lên chế ga ngang nha. Đó là lời khuyên thiệt. Rồi chốc nay em sẽ hướng dẫn mấy bác cách lên chế ga ngang luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác đón coi video. Mấy bác nhớ cho em xin một like, một đăng ký. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mấy bác đón coi video nha.